Xin chào các bạn. Trong buổi học guitar bass ngày hôm nay, tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn điệu cha 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 ở nhịp 22. Nhịp 22 là cái nhịp mà có chữ C và gạch giữa từ trên xuống dưới. Và một điệu nữa là cha cha minor. Cha cha minor tức là cũng là điệu cha cha nhưng mà nó ở giọng thứ. Thế còn cái điệu cha 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 thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn ở cái giọng trưởng. Các bạn sẽ được học cái giọng trưởng là ở cái khóa biểu các bạn nhìn thấy có hai dấu dáng, tức là si mí. Đấy. Si mí thì cái bài này nó sẽ là cái giọng trưởng si dáng trưởng. Có nghĩa là cái giọng mà đứng ở cái dấu dáng thứ hai thì nó là sẽ là giọng trưởng và tụt xuống một quãng ba nó sẽ là giọng thứ. Ví dụ si dáng trưởng song song với mi gì? Mi dáng thứ nhé. Đấy. Song song với mi dáng thứ, tức là si mí là có hai dấu dáng mà nhé. Thì bây giờ các bạn là si dáng trưởng, các bạn sẽ tập ở cái điệu si dáng trưởng. Si dáng trưởng thì đây, tức là nốt si thì là ở cái phím 2 của cái dây ba này. Thì si dáng là ở đâu? Tức là gì? Tụt lên dáng đấy, nó gọi là si dáng. Thì các bạn sẽ bấm ở cái dây số 3 mà ngăn 1 nhé. Thì đấy là si dáng. Thì bây giờ tôi sẽ vào cái dòng kẻ nhạc thứ nhất cho các bạn. Dòng kẻ nhạc thứ nhất thì các bạn nhìn thấy điệu cha 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 nó sẽ là gồm có hai phách, tức là mỗi phách tương đương với một nốt trắng. Ví dụ đập xuống một đập thì các bạn đánh là gì? Xì. Đây. Nhấc lên các bạn nghỉ nhé. Nhấc lên nghỉ, sau đó các bạn đánh tiếp tục, đập xuống là các bạn đánh vào nốt pha, đây pha đây. Đấy. Nhấc chân lên thì các bạn gì? Bịt cái dây lại nhá. Tôi đánh lại cái ô nhịp đầu tiên. Ô nhịp đầu tiên các bạn nhìn thấy thì nó sẽ là gì? Si nghỉ. Đấy, sau đó là pha pha si, là quay lại cái ô nhịp thứ hai, các bạn nhìn thấy có hai chấm và cái gạch chéo đấy, tức là nó lại lặp lại cái ô nhịp. Nó giống hệt như ô nhịp thứ nhất nhá. Giờ tôi sẽ đánh hai ô nhịp đầu tiên liền cho các bạn nghe. Đấy. Thì cái nốt đầu tiên bao giờ cũng vào cái âm chủ, tức là âm si nhé, si dáng đấy. Đấy. Thế còn cái nốt gì? Cái nốt mà thứ hai, hai cái nốt sau cùng thì các bạn sẽ là cái bậc năm của nó, tức là nó sẽ là cái gì? Phá nhé. Đấy. Phá si. Nó bậc 5 nhé, còn đây là gì? Bậc 1 nhé, si. Bây giờ tiếp tục các bạn sẽ sang ô nhịp thứ 3 và thứ 4. Trong cái ô nhịp thứ 3 và thứ 4 này thì nó chuyển sang hợp âm, tức là gì? Mi dáng trưởng, tức là nó sẽ là bậc 4. Tức là đây các bạn đang đánh gì? Si đấy. Si, do, re, mi. Đấy, mi dáng nhá, mi dáng trưởng đây. Nó sẽ ở bên dưới, tức là y xì như cái hợp âm trên này nhưng mà nó tụt xuống bên dưới một giây. Ví dụ như nó sẽ là mì gì? Mì. Đây mì nhá. Mì si si nhá. Si là si dáng đấy. Đấy. Mì này. Si là bậc 5 của gì? Của mi. Si là bậc 5, tức là mi này, fa son la si. Đấy, mi fa son la si, tức là nó sẽ si sẽ là bậc 5 nhá. Mi fa son la si. Ví dụ này, mi này, mi mi nghỉ, si si. Đánh lại lần nữa này. Vừa rồi tôi đã hướng dẫn cho các bạn hai cái cách, tức là ô nhịp thứ nhất và ô nhịp thứ hai của cái giọng gì? Si chuyển sang mi. Bây giờ tiếp tục các bạn sẽ sang cái ô nhịp pha, tức là pha đây, pha của nó đây là pha là gì? Là bậc bậc 5 đấy. Đấy, vừa rồi các bạn tức là mi, tức là si do re mi, tức là bậc 4, mi sẽ là bậc 4, tôi nhầm nhá. Bây giờ tôi nhắc lại, tức là si
chuyển sang mi là bậc 4, mi là chuyển sang pha là bậc 5. Đây pha đây. Pha này là pha gì? Là pha thường nhá. Của nó là pha thường đấy, nó ghi ở đấy là pha bình thường. Tức là tôi không nhìn rõ lắm nhưng mà nó là không phải là pha thăng, nó là pha thường thôi. Nhá. Đây các bạn nhìn thấy này, pha này. Pha, chỗ này thì các bạn là gì? Đồ đồ nhá, pha. Pha, đố, đố, gì? Đố pha. Ở hai cái ô nhịp cuối của dòng kẻ thứ nhất này thì nó là cái hợp âm pha thì cũng giống như những cái hợp âm trên, nó cũng đánh như thế. Tức là đầu tiên là vào cái âm chủ là pha nhá. Pha này, nghỉ, đố, đố, pha nhá. Đập chân này, đập chân, sau đó nhấc chân lên là nghỉ, sau đó là đố là đập này, sau đó nhấc chân lên là đô nhá. Đấy, cứ mỗi một đập là các bạn sẽ đánh bằng một nốt trắng, tức là đập xuống mà nốt đen thì nhấc chân lên một nốt đen thứ hai nhá. Đánh lại này. Vừa rồi là tôi đánh hết cái dòng kẻ nhạc thứ nhất. Bây giờ tôi xuống cái dòng kẻ nhạc thứ hai là đánh nốt hết một câu nhá. Một câu tức là chạy từ bậc 1 sang bậc 4 sau sang bậc 5 nhá. Sau bây giờ lại về gì? Về chủ, tức là về si, si dáng gì? Si dáng trưởng. Nó lại quay lại như là lúc đầu ấy. Đấy, nhưng mà cái ô nhịp đầu tiên thì nó vẫn thế, như ô nhịp thứ hai nó chỉ có một nốt là nó nghỉ thôi, là hết. Đấy, thì các bạn lại trở về si, si, sau đó là phá, phá, si nhá. Thế là hết nhé. Đấy, hai cái ô nhịp cuối cùng của cái câu thứ nhất là các bạn hết. Các bạn đến chỗ này thì các bạn sẽ đánh lại từ đầu. Có nghĩa là chỗ này chắc là nó in thiếu cái hai chấm để nó quay lại. Có nghĩa các bạn đánh từ đầu đây, các bạn lại quay lại, quay đi quay lại nhé. Đánh cái phần này. Đấy, tôi nghĩ là nó ghi thiếu nó hai gạch thì thông thường nó đi với có hai chấm để nó quay đi quay lại nhé, nhiều lần. Đấy. Thì các bạn đến đây thì các bạn sẽ quay lại. Bây giờ tôi sẽ đánh toàn bộ 8 cái ô nhịp. Đấy, 8 cái ô nhịp từ hết một câu của cái phần phần đầu nhá, cho các bạn nghe. Chỉ đánh như thế sau đó quay lại từ đầu nhá. Vừa rồi tôi đã đánh hướng dẫn các bạn toàn bộ cái phần câu thứ nhất bao gồm có 8 cái ô nhịp. Bây giờ tiếp tục các bạn sẽ sang câu thứ hai, bắt đầu từ cái ô nhịp thứ ba của dòng kẻ nhạc thứ hai cho đến hết. Chỗ này sang câu thứ hai thì các bạn thấy là nó sẽ cảm giác như là đảo phách ấy. Đấy, đảo phách ở cái phách thứ hai nhá, nó đảo. Đây, tôi lấy ví dụ như là đánh bắt đầu là vào cái nốt xì, xì dáng nhá, xì này, xì pha xí, đây xì đây. Các bạn sẽ đập vào này, xì, đấy, xì pha xí, nhấc chân lên là pha xí, sau đó đập xuống là không ấy, sau đó nhấc chân mình đánh nhá. Vừa rồi tôi đã đánh hai cái ô nhịp đầu tiên, tức là nó sẽ là xì pha xí như thế này, xì pha xí pha xì pha xí, đấy nó như thế nhá. Các bạn sẽ đập chân như thế. Tôi đánh lại lần nữa này. Tiếp theo là sang cái mi gì, mi dáng trưởng. Đây mi đây. Thì chỗ này các bạn sẽ đánh là nốt mi, sau đó các bạn đánh sòn, sòn đô, đô, nốt đô đây chính là cái nốt mi 6. Đấy, mi dáng trưởng 6. Mi 6 nhá, mi dáng trưởng 6. Thì chỗ này nó đánh sẽ là mi, sòn, đô nhá.
sòn đô, sòn mí, sòn đô nhé. Nó sẽ là mi giáng trưởng 6. Đấy, nó thêm cái nốt 6 này nhá. Bây giờ tôi sẽ đánh lại này. Và cái ô nhịp tiếp theo ở cái dòng kẻ nhạc thứ ba, đấy, nó là gì? Trở về pha. Phà, thế nó lại quay lại giống như cái này. Phà đô phá nhá. Hai lần như thế nhá, phà đô phá này. Đấy. Và bây giờ tiếp tục đến hai ô nhịp còn lại cuối cùng là về lại, nó lại trở về gì? Si giáng trưởng, thì nó là vẫn là xì pha xí pha, nhưng cái ô nhịp cuối cùng là nó kết ở cái nốt gì? Xì thôi nhá. Đấy, ví dụ như này thì cái ô nhịp cuối cùng đó sẽ là kết là cái xì nhấc chân lên, thì các bạn đánh gì bốn nốt liền, tức là ở cái phách nhấc nhá. Đấy, như thế đập chân là cái nốt cuối cùng nhá. Tôi đánh lại này, xì hai cái ô nhịp cuối cùng này. Đấy, nó là như thế. Thì bây giờ các bạn sẽ nghe tôi đánh lại từ cái câu 2, bắt đầu từ cái ô nhịp thứ 3 của cái dòng kẻ nhạc thứ 2 cho đến hết. Các bạn nghe. Cho các bạn cái câu thứ hai. Bây giờ các bạn sẽ tiếp tục xuống phần điệu cha 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 minor. Điệu cha 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 minor ấy, thì nó là cái điệu mà giọng thứ. Vừa rồi các bạn phần trên các bạn đã tập cái giọng trưởng, tức là si giáng trưởng. Đấy. Thì bây giờ các bạn sẽ tiếp tục tập ở cái điệu đô thứ. Đấy, các bạn nhìn vào đây, tức là nó cũng là nhịp 2-2, thì các bạn cũng như thế thôi. Đấy, điệu cha cha minor, tức là cha cha ở giọng thứ nhá. Giọng thứ là giọng đô thứ, đây đô đây. Đô thứ thì thông thường nó này, đô mi son đô, đây là giọng thứ nhá. Đây các bạn xem cái điệu cha cha cha, cha cha minor là giọng thứ này, thì các bạn thấy là cái ô nhịp thứ nhất và thứ hai nó là một cái tiết tấu nhá. Thì các bạn thấy là nó đánh là đây đô thứ, đô mi son, thì nó đánh là đô son nhá. Các bạn nhìn thấy là nó có nốt đô là nốt đen, còn son là gì, hai nốt móc đơn, nó như này này. Đấy, nó đánh như thế nhá. Cái ô nhịp thứ hai thì bắt đầu là đảo nhá. Tôi sẽ đánh lại ô nhịp thứ nhất chuyển sang ô nhịp thứ hai này. Chỗ này ô nhịp thứ hai, cái câu kết của nó lại thì đánh nốt sòn nhá. Sòn nhá. Sòn gì? Bấm ngón 1. Sòn sau là gì? Lại tiếp tục quay lại như thế nhá. Đô thứ. Và cái câu kết của cái câu sau ấy thì nó là vẫn là đô chứ nó không phải là sòn nữa nhé. Bây giờ tôi đánh hết toàn bộ cái dòng nhạc thứ nhất cho các bạn nghe. Chỗ này nó sang là đồ pha nhé. Bây giờ tôi sẽ đánh lại một lần nữa cái ô nhịp thứ nhất, thì nó có hai câu. Câu thứ nhất nó kết ở sòn, sau nó lại trở về đô, còn câu thứ hai nó kết ở đô, sau nó chuyển sang pha nhá. Các bạn chú ý nghe này, tôi đánh hết một cái dòng kẻ nhạc thứ nhất cho các bạn này nghe này.
cái ngón bấm ấy thì các bạn, nếu mà các bạn có thể bấm hai ngón lại cũng được, hoặc không có là bốn ngón, ngón một ngón bốn đấy, ngón bốn như này cho nó đỡ phải với tay nhé, tùy theo, tức là cảm thấy các bạn nào mà bấm quen, tức là bấm ngón ba cũng được hoặc ngón bốn cũng được nhé. Đấy, tôi ví dụ tôi đánh, sẽ đánh lại cái ô nhịp thứ nhất này một lần nữa là ở cái ngón bốn, tức là theo đúng như nó chỉ dẫn của nó là đánh ngón bốn nhé, như này. Đấy, chỗ này nó sang pha nhé, pha thì chỗ này pha đô đô thì nó lại bấm ngón gì, ngón ba đấy. Các bạn để ý xem, tức là nó ở dây 2 ngón 4, tức là nó vào cái nốt la, la dáng đấy, các bạn nhìn ở cái đầu hóa biểu nó là si mí la nhá. Thì đây cái giọng thứ của nó thường thì thường thường pha thứ nó này đấy, đây là la nhá, đây là fa la đô, fa la đô, la dáng nhá. Thế còn nếu mà la thường thì nó sẽ là fa trưởng, còn la dáng tức là fa thứ này. Thì cái chỗ này các bạn sẽ đánh là gì, phà phà đô đấy. Đấy, chỗ này là các bạn là phà nhé. Bây giờ các bạn sẽ chú ý nghe tôi đánh lại một lần nữa này. Đấy nhá, là hết hai ô nhịp của cái dòng kẻ nhạc thứ hai, ô nhịp đầu tiên ấy. Bây giờ tôi sẽ đánh lại lần nữa này, phà này. Tiếp theo lại quay về đồ nhá, đô. Tiếp theo là gì? Đô nhá, tôi sẽ đánh lại hợp âm đô này. Xuống cái dòng kẻ nhạc thứ ba thì bắt đầu là vào lại vào cái son 7 nhé. Thì bây giờ tôi sẽ đánh lại toàn bộ cái dòng kẻ nhạc thứ hai, bắt đầu từ cái hợp âm pha cho đến hết dòng kẻ nhạc thứ hai, tôi cho các bạn nghe. Chuyển sang cái dòng kẻ nhạc thứ ba thì nó trở về son, son 7 nhá. Thì các bạn nhìn vào đấy nó gồm có son gì? Son và rê. Đây, son. Đấy, son rê nhá. Son rê rê gì? Các bạn nhìn lên son nhá. Đấy, son. Son là các bạn sẽ bấm ngón út đấy nhé. Son rê rê gì, rê son, son. Tiếp theo nhịp thứ hai nó sẽ là gì, son vẫn là son à, nó vẫn như thế đấy. Thì bây giờ tôi sẽ đánh lại cái hợp âm son hai ô nhịp liền tù tì cho bạn nghe nhé. Đấy, như thế nhé, để trở về đô. Thế bây giờ cái ô nhịp cuối cùng của nó trở về đô thì các bạn cũng lại đánh giống hệt như cái ô nhịp gì ở bên trên thôi. Đấy, nó như thế này. Chỗ này là đô thì các bạn đánh là đô gì? Đồ xón nhé, đồ xón, xón đồ này. Thế là hết nhé. Cái câu hai cái ô nhịp cuối cùng tôi sẽ đánh lại lần nữa này.
và tiếp tục lại quay lại trở lại, tức là các bạn sẽ đánh lại từ đầu nhé. Đấy, có hai chấm, hai gạch hai chấm. Thì bây giờ tôi sẽ đánh lại cái dòng kẻ nhạc thứ ba cho các bạn nghe. Vừa rồi tôi đã đánh dòng kẻ nhạc thứ ba cho các bạn nghe, bây giờ tôi sẽ đánh lại một lần nữa. Đấy, như thế sau đó các bạn sẽ lại quay lại từ đầu nhé. Cứ như thế các bạn sẽ tập đi tập lại cho tôi làm nhiều lần. Nhuyễn cái điệu cha cha minor này, thứ này nhé. Đấy là một kiểu nhé, nó khác với cái kiểu cha 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 bên trên. Chúc các bạn thành công. Xin chào tạm biệt.